chưa tới 100 cành cho 1 m² là đã sở hữu được em Vân Đá Pháp Bồ siêu sang trọng. Nếu mà một tấm đá thật á như thế này là phải vài triệu đến vài chục triệu luôn. Còn đây là dựa giả đá Pháp Bồ, giá chỉ bằng 1/10 thôi. Bởi vậy á, ngân sách cao, ngân sách thấp gì á thì ốp em đó cũng được luôn. Ốp vách tivi, ốp phòng khách, sảnh nhà hàng gì cũng đẹp. Mình tiết kiệm chi phí mà cũng tiết kiệm được thời gian thi công luôn. Tại vì á, em này thi công rất là nhanh nha. Một tấm á, sẽ có kích thước là 1m22 x 2m44. Mẫu này thì thuộc phân khúc tầm trung, mang thương hiệu Galawood. Bề mặt á, thì sẽ được phủ một cái lớp bảo vệ siêu bóng luôn. Ở đây á, thì sẽ có một lớp siêu để bảo vệ trên bề mặt. Anh chị thi công xong hãy tháo cái lớp siêu này ra nha, sẽ để lại một cái bề mặt bóng loáng. Giá chưa đến 100 cành cho 1m² là giá vật tư để Kim Hoa báo anh chị tham khảo. Còn về giá hoàn thiện sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác, ví dụ như là vị trí thi công nè, diện tích thi công, tình trạng tường. Cho nên á, để có một cái giá hoàn thiện cuối cùng thì anh chị cứ nhắn tin cho Kim Hoa nha. Đại lý sẽ đến hỗ trợ tư vấn báo giá theo nhu cầu thực tế của mình. Anh chị nào mà mình quan tâm đến tấm áp bồ vân đá siêu sang như thế này thì có thể để lại comment nha, Kim Hoa tư vấn chi tiết cho mình. Cảm ơn anh chị vì đã theo dõi video, và tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.